Dự báo giá cà phê ngày mùng 1 tháng 9 năm 2024, giá cà phê sẽ còn tăng trong thời gian tới. Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia phân tích, giá trên cả hai thị trường cà phê đã tăng liên tục trong 4 tuần qua và nay thị trường New York đang có dấu hiệu điều chỉnh một chu kỳ giảm ngắn, trong khi thị trường London chưa thực sự giảm nhưng cũng bắt đầu mất đà sau khi tăng liên tiếp trong 4 tuần qua. Đây là dấu hiệu để nói rằng thị trường bắt đầu khó tăng nhiều hơn ít ra là trong một chu kỳ ngắn sắp tới đây. Chốt phiên giao dịch cuối tháng 8, đồng USD tăng cộng với xu thế bán tháo tại các thị trường. Trong đó có Arabica khiến sàn cà phê New York tiếp đà giảm phiên cuối tuần. Trái ngược với đó, cà phê Robusta trở lại tăng tốt. Đồng USD tăng giá sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát tăng nhẹ đúng như dự đoán, hỗ trợ kỳ vọng cục dự trữ liên bang Mỹ. Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản vào tháng tới, thay vì 50 điểm cơ bản. Giá cà phê quay đầu giảm còn do thị trường chuẩn bị chuyển sang chu kỳ giá mới và đây là những phiên giảm mang tính kỹ thuật. Hiện tại, vấn đề thời tiết bất lợi vẫn tiếp tục đe dọa đến nguồn cung cà phê thế giới. Vào thời điểm hiện tại, La Nina vẫn chưa xuất hiện như dự báo và tại Brazil tình trạng khô hạn ở một số khu vực tiếp diễn có thể ảnh hưởng đến sản lượng của niên vụ tới. Tính từ đầu niên vụ 2023 đến 2024 tháng tháng 10 năm 2023 đến tháng 7 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,3 triệu tấn cà phê, tương đương 90% sản lượng của niên vụ hiện tại và giảm 12,4% so với cùng kỳ niên vụ trước. Đối với Việt Nam, các doanh nghiệp và chuyên gia nhận định sản lượng vụ thu hoạch sắp tới có thể giảm nhẹ vì ảnh hưởng tình trạng khô hạn gây gắt hồi đầu năm. Ngoài việc nguồn cung giảm và nhu cầu thị trường cao, việt nam còn có lợi thế khi là nước tích cực nhất trong việc tuân thủ quy định chống phá rừng của eu nên đây là cơ hội thị trường rất tốt cho cà phê việt trong thời gian tới theo các chuyên gia cân sốt giá vàng kéo giá cà phê thế giới tăng theo mỗi khi sàn vàng tăng giá thì sắc xanh cũng bao phủ trên sàn cà phê bên cạnh đó căng thẳng chính trị quân sự ở nhiều khu vực trên thế giới là yếu tố bổ trợ cho đà tăng giá cà phê kéo dài hơn nửa tháng nay với mức giá hiện tại, nông dân trồng cà phê rất phấn khởi và hy vọng lần đầu tiên khi bước vào vụ thu hoạch mà giá cà phê nhân ở mức cao kỷ lục trên 100.000 đồng kg. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 năm 2024 như sau. Thị trường cà phê trong nước hôm nay giảm 400 đồng kg so với cùng thời điểm hôm qua, nằm trong khoảng 120.600 đến 121.600. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.100 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 121.600 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Chiêu Prong là 121.400 đồng, ở Pleiku và La Grai cùng giá 121.300 đồng kg, tại tỉnh Con Tum ở mức giá 121.400 đồng mỗi kg tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 121.600 đồng kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Cà phê được thu mua với giá 120.600 đồng kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 31 tháng 8 năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắc, ở huyện cư Mờ Ga Cà Phê được thu mua ở mức khoảng 121.400 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Ia Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 121.300 đồng kg. Dự báo giá cà phê ngày mùng 1 tháng 9 năm 2024 tại thị trường trong nước quay đầu tăng. Theo Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 8, Việt Nam đã xuất khẩu gần 37.000 tấn cà phê với giá bình quân đạt kỷ lục 5.293 đô la mỗi tấn, tăng đến 81% so với cùng kỳ năm 2023.